Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vài đặc điểm của ống nhôm và ống đồng. Ống đồng là một kim loại có màu đỏ cam, có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng là vật liệu dễ rát mỏng, dễ uốn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt. Vì vậy, nó được ưu tiên sử dụng một cách rộng rãi trong sản xuất. Các sản phẩm ống đồng, que hàn, dây điện, động cơ, rơ le, ống đồng trong hệ thống lạnh và điều hòa gần như không thể thiếu hiện nay. Nhắc đến ống dẫn ga lạnh là người ta nghĩ ngay đến ống đồng, cả trong dân dụng, thương mại và công nghiệp. Mọi hợp chất của đồng là những chất độc. Đồng kim loại ở dạng bột là một chất dễ cháy. Ngoài ống đồng còn có ống nhôm cũng đã được sử dụng từ rất lâu rồi. Nhôm là một loại kim loại màu trắng bạc, mềm, nhẹ, độ phản chiếu cao, có tính dẫn nhiệt và dẫn điện cao, không độc, tránh mài mòn. Chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp nhôm trong chế tạo cánh tản nhiệt, dây dẫn điện, và nhôm cũng dùng trong môi trường đông lạnh. Độ bền của nhôm tăng khi ở nhiệt độ lạnh, vì vậy được dùng ở bên trong ngoài không gian cũng như cho máy bay xây dựng ở nơi có vĩ độ cao. Nhôm không cháy, thậm chí ở nhiệt độ cao cũng không sinh ra những khí độc. Vừa rồi tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một vài đặc điểm giữa ống nhôm và ống đồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.